Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật được, lại thêm những vụ án mạng xảy ra trong gia đình nữa rồi. Em trai dùng mát đâm anh ruột chết tại chỗ. Và vụ thứ hai đó là con trai sát hại mẹ ruột ở rẫy của gia đình, hé lộ nguyên nhân đau lòng. Thưa các bạn, chiều ngày 4 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng, 50 tuổi, ngụ ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 3 tháng 3, ông Nguyễn Văn Trưa, anh ruột của Tùng, 60 tuổi, ngụ cùng địa phương, đang tưới cây kiểng phía sau nhà thì Nguyễn Thanh Tùng trong nhà bếp của mình mở cửa ra và cầm theo dao loại cây mát dài khoảng 56 cm xông tới chỗ ông Trưa, đâm nhiều nhát vào người làm ông Trưa chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tùng cầm dao đi rửa và vào nhà cố thủ. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường và bắt Tùng. Qua làm việc ban đầu, Tùng khai nhận do có mâu thuẫn trong cuộc sống với nhau từ trước nên đã ra tay sát hại ông Trưa. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Các bạn thấy không? Hết sức là đau lòng. Anh em ruột chỉ vì mâu thuẫn từ trước mà sau đó lại dùng dao mát đâm anh rất là nhiều nhát. Đó, làm anh là chết tại chỗ. Đây quả thật là một điều quá kinh hoàng. Và vụ án này công an đã bắt giữ được hung thủ và đang điều tra làm rõ. Và tôi cập nhật những cái thông tin nhanh nhất về vụ án này để kịp thời gửi tới để phục vụ là quý vị và các bạn. Và thưa các bạn, vụ là con trai sát hại mẹ ruột ở rẫy là của gia đình, thì cái vụ việc này trước đây một hai ngày trước tôi cũng có gửi tới cho quý vị và các bạn một video rồi, nhưng là gia đình hé lộ nguyên nhân rất là đau lòng. Lên những cái thông tin này rất là buồn các bạn. Người thân sát hại lẫn nhau, đó là những người ruột thịt trong gia đình. Thấy mẹ đang cúi khom người để làm việc, Cường nghĩ đến việc bị mẹ chửi mắng trước đó nên dùng dao sát hại nạn nhân. Ngày 28 tháng 2, cơ quan công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Cường, sinh năm 1991, trú tại huyện Định Quán, Đồng Nai, về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà An Mờ, sinh năm 1960, ngụ xã Đắk Ngô, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Bà An Mờ là mẹ của Cường. Kết quả điều tra ban đầu, Cường sống chung với mẹ ruột là bà An Mờ, và bà An Mờ đã ly hôn chồng và có 4 người con. Cường là con trai út trong gia đình. Vào chiều ngày 15 tháng 2, tức là mùng 4 Tết, bà An Mờ bảo con trai cầm theo dao đến vị trí đặt ống dẫn nước tại khe suối gần nhà để chỉnh sửa ống dẫn nước bị kẹt. Sau đó, Cường liền cầm theo một con dao dài khoảng 40 cm cùng bà An Mờ đến địa điểm trên. Tại đây, khi bà An Mờ đang cúi khom người về phía trước thì Cường nghĩ đến việc bị mẹ chửi mắng trước đó nên đã bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào người bà An Mờ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Cường cầm dao đến vứt tại bụi chuối cách rẫy khoảng là 20 m, rồi điều khiển xe máy rời khỏi là tỉnh Đắk Nông. Đến chiều ngày 18 tháng 2, người dân phát hiện thi thể bà An Mờ nên báo với cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị sát hại dã man, thi thể không còn nguyên vẹn. Huỳnh Văn Cường bị tình nghi là thủ phạm của vụ án mạng này. Đến ngày 22 tháng 2, công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Cường khi đang lẩn trốn tại xã là Thái Bình, huyện là Châu Thành. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý. Đúng là quá manh động, quá kinh hoàng. Đọc những cái thông tin này là nói thật với các bạn, không thể nào mà tin được. Hàng ngày hàng giờ đều xảy ra án mạng
Nhưng cái án mạng mà trong gia đình đó là đặc biệt, là được mọi người như dư luận rất là quan tâm, và cũng không ngờ càng ngày thì lại phức tạp như đến như vậy. Anh em ruột sát hại lẫn nhau, con sát hại cha mẹ. Và cái vụ thứ ba đó là chân dung nghi phạm sát hại bạn gái là nữ sinh ở Hà Nam qua lời kể của người thân á. Thì người thân trong gia đình tiết lộ trước khi gây án, nghi phạm nó có những biểu hiện bất thường. Gần đây thông tin là Trần Mạnh Hùng sinh năm 1999 ở xóm 1 Mai Xá, thị trấn là Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam, sát hại bạn gái là nữ sinh tên V sinh năm 2005 ở Bình Lục, Hà Nam đã khiến người dân nơi đây bàn tán xôn xao. Trong mắt những người hàng xóm, Hùng là thanh niên không có việc làm ổn định, chỉ học hết lớp 9, văn hóa kém, nên dù đã đủ tuổi nhưng không đủ tiêu chí để đi lính nghĩa vụ. Hàng ngày Hùng đi làm tại quán cắt tóc nên đổi màu tóc liên tục. Nhiều người ở xóm cũng có ý kiến là không tốt, không muốn tiếp xúc gần với đối tượng này. Và một cán bộ thôn nơi Hùng sinh sống cho biết ngày 24 tháng 2 á, thì sau khi nhận tin phát hiện một thi thể cô gái trên địa bàn, chính vì cán bộ này là người đến hiện trường để nắm bắt tình hình, có mặt tại hiện trường vụ việc. Mọi người thân của là nghi phạm Hùng cho biết nạn nhân đã tử vong, dù trước đó có cứu nhưng không có được. Một người phụ nữ đã thấy Hùng nhảy xuống ao nhưng sau đó lại bơi vào bờ rồi đi đâu không ai biết. Vị lãnh đạo thôn nói như vậy. Được biết gia đình nghi phạm có hai người con ở địa phương, bố mẹ nghi phạm rất là hiền lành, chưa có là điều tiếng với ai bao giờ. Còn về phần Trần Mạnh Hùng, vị lãnh đạo thôn cho rằng nghi phạm có nhiều mối quan hệ phức tạp, không có công ăn việc làm ổn định. Tại gia đình nghi phạm, người thân của Hùng ai cũng là thất thần, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, không ai nghĩ sự việc gây ra mất mát lớn đến là mức này. Ông là Trần Văn S, 61 tuổi, bố đẻ của nghi phạm, đồng thời cũng là người phát hiện sự việc, đầu tiên chia sẻ bản thân ông không hề biết việc con trai đưa bạn gái về nhà. Theo lời kể của ông S thì tối ngày 23 tháng 2, ông đi ngủ sớm ở trên nhà, con trai về muộn nên ông không là hề hay biết con về lúc nào. Đến gần trưa ngày 24 tháng 2, khi ông đang chuẩn bị nấu cơm thì bất ngờ thấy con chạy vụt từ trong phòng ra ngõ. Thấy lạ, ông S kiểm tra thì phát hiện một cháu gái đang nằm bất động trong phòng. Tôi lấy dầu gió xoa cho cháu gái, mong cháu tỉnh lại nhưng không được, ông S nói như vậy. Chia sẻ về con trai mình, người đàn ông này cho biết trước đây con trai ông từng gặp tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não nên có biểu hiện bất thường, lúc cắn cái này, lúc cắn cái kia. Dù bố mẹ khuyên giải nhiều lần nhưng đều bất lực vì tính cách con thay đổi thất thường. Thậm chí ở nhà hai bố con cũng ít khi là hỏi han, nói chuyện với nhau. Việc ai người ấy làm, kể cả việc dẫn bạn gái về nhà, ông Song cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên. Nó, tức là nghi phạm Hùng, công việc không ổn định, suốt ngày xin tiền tôi, có lần cầm dao định đâm cả tôi nữa, ông S nói về đứa con vừa gây ra tội ác. Bà Trần Thị Hát, 56 tuổi, mẹ của nghi phạm, ngồi thất thần trước cửa nhà. Bà cho biết, sáng ngày 24 tháng 2, bà vừa lên Hà Nội làm giúp việc, thì chiều nhận được tin báo con trai gây tội ác, bà tức tốc bắt xe về quê. Dù biết con không nghe lời bố mẹ, nhưng bà cũng không bao giờ nghĩ con phạm tội giết người. Người mẹ này cũng cho biết, hai ngày trước khi xảy ra việc, con trai bà trèo lên mái nhà có ý định nhảy từ trên cao xuống, xong được khuyên giải nên đã không nhảy nữa. Cũng có mặt tại nhà là nghi phạm ông V, người phát hiện ra Trần Mạnh Hùng có ý định nhảy cầu, kể lại trưa ngày 21 tháng 2 khi đang chở hàng qua Thái Bình, ông tình cờ phát hiện Hùng đang định nhảy cầu nên kịp thời ngăn lại, sau đó giao đối tượng cho công an tại chốt kiểm dịch gần đó. Được biết trong ngày 25 tháng 2, gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ tiễn đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Tại đây, rất nhiều người thân, hàng xóm cùng bạn bè của nạn nhân đã đến chia buồn cùng với là gia đình. Vâng, đây là một vụ án mà xảy ra cách đây hơn một tuần và đã làm, nói chung là chấn động dư luận ở ngoài đó, vì một là thiếu nữ mới chỉ có 16 tuổi
và đã dính vào đường tình ái, gặp một là cái hung thủ thì người không có bình thường nên đã ra tay sát hại. Thưa các bạn, trong thời gian qua tôi là rất cảm ơn các bạn rất là nhiều, lúc nào ít hoặc nhiều cũng là đồng hành theo dõi ủng hộ kênh cho tôi, và tôi cố gắng là tiếp thu ý kiến của mọi người để ra những video chất lượng hơn. Và đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.